Chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ hai ba sói vắng nhà. Hôm qua thì có một bạn ý hỏi mình ở trên YouTube về cái cách mình làm đồ ăn sáng, làm cái món cheese on toast cho em sói vào buổi sáng ý. Thì món đấy là món bánh mì với phô mai chảy vào bên trong, bánh mì nướng phô mai chảy. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ làm đồ ăn này cho em sói vào buổi sáng, nên là mình cũng chia sẻ luôn cái cách làm này cho bạn ý và mọi người nữa. Thì cái món đấy cứ tạm gọi là món bánh mì phô mai nướng. Thì ở đây có bánh mì gối này, mọi người có thể mua bánh mì gối ở Việt Nam này. Về vấn đề phô mai hay còn gọi là cheese, thì ở đây mình mua cái loại cheese block, tức là cái loại phô mai cả tảng cục như thế này ý. Để về mình cắt ra thì nó sẽ có được cái độ dày mà mình mong muốn, để khi mình đưa vào cái bánh mì nướng nó sẽ chảy ra được ý. Còn có những loại mà họ cắt sẵn, bán sẵn thì đôi khi nó chỉ mỏng thôi. Và những cái loại đấy thì cái độ chảy của nó không được độ chảy dính như cái loại cheese này, như cái loại phô mai này. Và cái loại phô mai này rất dễ nhận biết là khi các bạn ở Việt Nam các bạn ăn cái món phô mai que ấy, mà có cheese, có phô mai ở bên trong, xong rồi kéo ra ăn mà chiên chiên ấy, rán rán ấy. Thì đấy là cái loại cheese các bạn có thể mua để làm cái món bánh mì phô mai này. Cháu đang đói đấy. Cháu đang đói đấy ạ. Đây đây đây. Con cầm lấy mẹ chít chát với mọi người một tí nhá. Thì đấy, mẹ sói mua về, mẹ sói cắt ra từng miếng phù hợp mà mẹ sói muốn, dày mỏng thế nào mà mình muốn. Ví dụ như muốn ăn nhiều phô mai thì cắt dày, muốn ăn mỏng thì cắt mỏng. Và bánh mì thì mình mua cả 2-3 túi bánh mì một lúc. Nhưng mà để giữ được cái bánh mì này, tại vì mọi người biết là bánh mì gối thì chỉ giữ được khoảng độ 1-2 ngày, 2-3 ngày là nó có xuất hiện hiện tượng mốc rồi. Nên là mình để bánh mì vào trong tủ lạnh. Lý do vì sao? Tại vì bánh mì đằng nào mình cũng sẽ nướng, nên là không cần phải để ngoài để cho nó mềm hay gì cả. Cứ để vào trong tủ lạnh, khi nào dùng thì mang ra nướng. Đấy. Thế bây giờ thì cùng kèm với để làm cái món này thì cần phải có bơ nữa, để làm cho cái bánh mì nó mềm sau khi nướng. Đấy, thì có bơ ở đây này. Thì đây nhá, mình đã nướng hai cái lát bánh mì và đây là máy nướng. Thì các bạn có thể mua cái máy nướng này ở bất kỳ siêu thị nào họ cũng bán. Đây, mẹ sói nướng ở chế độ số 3. Sau đấy thì cho bánh mì ra đây này. Rồi bây giờ mẹ sói sẽ làm cho bơ vào này, rồi là cho cheese vào này. Sau đấy thì cho vào lò vi sóng khoảng độ 20 giây. Đây mọi người xem nhé. Thường mình thích ăn nhiều bơ lắm, tại vì nó cảm giác ngậy ngậy, ngon ngon ý. Bạn nào không thích ăn nhiều bơ thì cho mỏng bơ cũng được, tùy vào sở thích của mỗi người mà. Đấy. Bình thường ấy, làm cho em sói thì mình sẽ không rắc hạt tiêu lên, còn làm cho mình thì mình sẽ cho hạt tiêu lên. Thì nó sẽ thơm ấy. Sau đấy thì này. Phô mai. Tùy vào các bạn thích ăn nhiều hay ít này, đặt vào phía mặt bên trong mà đã có bơ rồi ấy. Như thế này. Sau đấy, úp cái mặt có bơ của miếng còn lại lên như thế này. Và bây giờ thì cho cái đĩa và bánh này vào trong lò vi sóng. Ở nhiệt độ lò vi sóng bình thường. Và để thời gian là 25 đến 30 giây. Dưới đây mẹ sói sẽ để thời gian là 30 giây. Đấy. Đây, mọi người nhìn thấy này, phô mai chảy ra rồi này. Đấy. Nếu mà lật lên thế này thì cũng thấy phô mai chảy ở bên trong. Đấy. Thế là xong một công đoạn nhá. Kế đến là chỉ việc cắt thành những miếng như là ngón tay ấy, để cho các em ấy ngồi ăn thôi. Em sói thì không ăn cái phần cứng cứng ở phía viền này, giống như ba sói cũng không ăn viền cứng của bánh mì. Nên là mình cắt cái viền cứng này đi. Tại vì thấy cái viền cứng cứng này thì em chỉ chơi thôi, em không ăn nên là
Chả có lý do gì để cho em cả. Đây, như thế này. Sau đấy mình cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy. Mọi người nhìn này. Rất là ngon, rất là mềm. Các em ấy rất là thích ăn. Bây giờ mẹ sói phải để cho nó nguội nguội một tí đã. Sau đấy thì đưa cho em chói ăn. Cân nhở? Nhâm nhâm nhâm. Đây. Con xem đã nguội chưa nhá. Con xem đã nguội chưa thì hãy ăn nhá. Nhâm nhâm nhâm. Hôm nay hai mẹ con cháu hơi ngủ nướng một tí. Ăn nhở? Ôi da dấu chế chút bá cha. Ăn đi. Em đang đợi đấy. Em đang đợi cho nguội đấy. Đấy, thế là bây giờ các mẹ có thêm một món nữa để đổi khẩu vị cho các em ý ăn sáng, ăn trưa hoặc là mang đồ đi ăn chơi chơi. Đây, cháu ăn được. Nhâm 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 nhâm. Nhâm 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 nhâm. Nóng à con? Ăn từ từ thôi không nào. Cái hôm lễ phục sinh ý, thì bà nội có mua cho em sói cái Milky Bar như thế này. Mà mình chưa cho em sói ăn. Tại vì là mình muốn giữ răng cho em sói ấy, nên là mình hạn chế cho em sói ăn đồ ngọt. Nhưng mà hôm nay cũng vì lý do là em sói mọc răng, em sói mệt mỏi, nên là mẹ sẽ chiều em sói và cho em sói thử cái Milky Bar này lần đầu trong đời. Con nhỉ? Tóc con kiểu gì đấy? Tóc con như siêu nhân nhé. Tóc con như là siêu nhân nhí. Nhồi 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 nhồi. Đấy, bây giờ mẹ cháu sẽ mở cái này ra, bẻ một miếng nho nhỏ cho cháu thử. Đây, mở cái hộp bên trong thì họ có những cái hình như thế này. Cut us out and color us in. Cắt cắt những cái hình này ra cho tôi. Nhưng mà em soi với tím cho có biết cái gì đâu. Đây là cô bò trắng và quả trứng trắng. Mẹ sẽ mở quả trứng trắng ra để bẻ một ít cái sô-cô-la trắng này cho con ăn nhá. Thực ra không phải là sô-cô-la con nhỉ. Đây là sữa. Như kiểu là bánh sữa ấy, thì đúng hơn. Wow. Wow. Does that look yummy? Mọi người nhìn mặt em sói kìa. Wow. Để mẹ bẻ ra nào. Khó bẻ chứ nhỉ. Mẹ phải sử dụng thủ thuật với con dao. Đấy rồi. Wow. Wow. Con thật là may mắn. Đây là vỏ kẹo sô-cô-la mẹ sói ăn, nhưng mà em chói ăn đâu. Wow. Đứa nào mà may mắn chết nhở. Ngon chết nhở. Vì cái bánh, loại bánh sữa này họ làm dành cho trẻ con ấy, nên là họ không cho bất kỳ gọi là thêm chất phụ gia nào vào cả, nên là nó khá là an toàn. Em sói không biết bao giờ mới ăn hết cả cái quả trứng này, còn cô bò này nữa. Cứ khi nào mà em mệt mỏi lâu lâu thì mẹ lại cho em thưởng thức một lần nhá. Có được không? Đấy, lâu lâu cháu mới được thế này thôi. Ôi dồi ôi, ngon chê nhở. Ôi dồi ôi, lại giống ba thôi. Thích ăn đồ ngọt thì lại giống ba thôi. Ngay cả nước ép hoa quả để cho ăn sói nhá. Thì ví dụ như mà mình mua nước ép hoa quả ở bên ngoài về ấy, thì mình vẫn pha ra với nước cho em ấy uống. Chứ mình không cho em ấy uống, tức là trực tiếp cái nước hoa quả ở trong chai đấy. Và bác sĩ cũng như là cái chỗ chăm sóc bà mẹ trẻ em ở bên New Zealand trước đây thì họ cũng khuyên đấy. Sao thế con lại muốn nữa? Con ăn hết đi đã. Ăn hết chưa?
Miếng đấy là to lắm rồi đấy. Vẫn còn một miếng nữa. Đây còn một miếng nữa con trong này. Mẹ cho em nốt. Nhầm 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 nhầm. Đấy đang nói về vấn đề nước hoa quả. Tại vì cái nước hoa quả đóng chai ấy thì nó có rất nhiều đường trong đấy. Có thể bạn không cảm nhận thấy cái vị đường, nhưng thực ra cái nước hoa quả đóng chai nào cũng có rất là nhiều lượng hàm lượng đường ở trong đấy. Nên là khi mình mang về thì mình bao giờ cũng pha với tỷ lệ là hai nước một hoa quả, hai nước một hoa quả để cho em sói uống, chứ mình không cho em trực tiếp. Còn nếu như ba sói làm nước uống, nước ép trái cây tươi luôn ấy, thì không phải pha gì cả. Còn mình tuyệt đối là không cho em sói uống đồ nước có ga, coca hay những cái đồ uống đấy có ga kiểu đại loại như thế, không tốt cho em ý. Đấy, em sói chỉ được ăn thế thôi. Cô bò với quả trứng lại vào trong tủ lạnh ngồi. Cháu ăn xong rồi, bây giờ cháu chơi đây. Con ngồi chơi với mẹ không? Đi, hai mẹ con mình ra đây ngồi chơi. Đi. Ố, ai gọi mẹ sói ấy nhỉ? Bác Pietro. Hello? Pietro. Hello. Hey Lynn. Yeah. Hey, can you get a hold of me? Ruthie just asked you to call her. Is she not doing a cleaning next door? She does. But I don't know, she's in mom and dad house and I'm in my house. Bác Ruthie của sói đang dọn dẹp ở bên nhà ông bà. Bác nhờ mẹ sói gọi điện cho bác Pietro là chồng của bác Y. Thế nhưng mà bác Pietro gọi điện thì bác không nhấc máy. Nên là bây giờ mẹ sói chạy sang bên nhà ông bà để giúp hai cái người này liên lạc với nhau. Hai mẹ con cháu vừa sang đến nơi thì bác chạy ra, bác bảo là ôi vừa liên lạc được rồi, chị vừa nhắn tin nhưng mà chắc là hai mẹ con chưa đọc. Thế bây giờ hai mẹ con lại về nhà. Về nhà bây giờ thì ngồi chơi chắc chít với ba. Xem ba có rảnh không sói nhờ. Xong rồi là mẹ cháu pha sữa cho cháu. Cháu buồn nụ là cháu tư tí chứa là cháu đi nụ chua. Trời ơi. Trời à. Cái ngón tay làm cái gì đấy? Ba lại để quên cái này à? Hả? Ba lại để quên cái đỡ cổ để đi chiếc máy bay à? Đưa cho mẹ. Ba, con nói đi. Ba, giúp vào mẹ. Đây. Đồ chơi đây, ngồi lên đây. Hôm nay ở ngoài trời nó cứ dở hơi nắng một tí. Tí nữa mẹ cháu phải ra đậy cái bể bơi lại. Xong nó lại gió, đi ra ngoài nó lại se lạnh, rất là thích nhá. Nhưng mà không thích một cái là nếu mà nó mưa nó ướt ấy thì sẽ không khô được quần áo ấy, sẽ giặt để ở ngoài kia. Mình rất thích cái thời tiết này và mỗi lần cái thời tiết như thế này thì lại nhớ đến cái chuyển mùa xong có gió mùa đông bắc ở Việt Nam. Mọi người nhìn kìa. Không biết mọi người nhìn thấy không? Đấy. Gió cây kìa. Xong lại có nắng nữa nhá. Đấy. Mình thèm cái cảm giác gió mùa đông bắc ở Việt Nam lắm ấy. Cái cảm giác đấy là hồi đấy có xem nào, có ba cái mốc thời điểm. Thời điểm thứ nhất là hồi cấp 3, gió mùa đông bắc, buổi sáng dậy phải dậy sớm để đi học, trời nó se mát, lật chăn ra cái là nó se mát. Thế là vớ ngay lấy cái áo khoác mỏng, áo len mỏng này, xong rồi là ăn sáng rồi đạp xe đi học. Và cái thời điểm thứ hai là mình thích nữa là hồi đi đại học cũng thế. Gió mùa đông bắc se lạnh, chạy xe máy vi vu, gió nó bạt vào mặt, mát cũng rất là thích. Và đi học sớm vào buổi sáng. Và thời điểm thứ ba là thời điểm nào nhỉ? Cái thời điểm này thì bị nói ngược lại là cái lúc hồi bé khi ở nhà. Thì bà ngoại sói là làm việc tại nhà không? Mẹ mình làm thêu nên là mẹ mình làm việc tại nhà, nên là có nhiều thời gian dành cho mình với anh mình ấy. Thì cái lúc đấy là hồi bé, không phải đi học, trời gió mùa đông bắc rất trong trăng,
ba mẹ con nằm với nhau, nằm ôm mẹ. Ừ, thích ơi là thích ý. Cảm giác rất là thích. Không biết là mọi người có những cái kỷ niệm nào với gió mùa đông bắc không, nhưng đấy là những cái kỷ niệm rất là ý nghĩa và rất là thích đối với mẹ sói. Chào em kia. Làm chơi gì mà nhăn nheo chứ? Đây đây mẹ xem nào. Ba cháu đang bận, mẹ cháu chít chát không thấy ba cháu trả lời gì cả. Tối hôm qua ba cháu gọi cho hai mẹ con thì lúc đấy hai mẹ con cháu nhụ rồi. Con nhờ. Ba cháu bây giờ lại đi trước hai mẹ con cháu 3 tiếng đồng hồ. Sao nhìn này. Pang 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 pang. Con chơi đi. Con muốn nói gì với ba không? Ba. Con muốn nói gì với ba không? Ba. Đứng nhồi ba ơi. Ba ơi. Cái vết má này của em thì chắc là em chơi ở đâu để em vào ở đâu ấy. Ba ơi. Em nói đi. Ba. Có thể nói tiếng Anh vậy. Daddy. 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 I miss you. Do you miss me? Con hỏi ba đi. Ask Daddy. Rafi. Rafi. Daddy. Where's Daddy? Where's Daddy? Can you show mommy where's Daddy? Where's Daddy? Rafi. Rafi. Where's Daddy? Is Daddy in the office? Is he in the office? Daddy, Daddy. Daddy, Daddy. Can you show mommy where's Daddy? Daddy! Daddy! Em đưa mẹ ra văn phòng này. Daddy! Chỗ ba hay ngồi làm việc. Where's Daddy? Where's Daddy? Oh, is Daddy there? Where? Where's Daddy? Where's Daddy? Daddy, we miss you. Daddy? Where's Daddy? Can you show mommy where's Daddy? Oh, Daddy's not here. Daddy! Aww. Oh, come on. We go out and play, yeah. Em chạy ra văn phòng của ba đấy. Vì em biết là ba ngồi đấy mà. Sáng nay em thấy vừa dậy cái em chạy luôn ra đấy. Nhưng không thấy ba thì thôi lại chạy đi. Chị cũng chưa gọi là có cái suy nghĩ hay có cái khái niệm nào là ba không ở nhà cả. Con ơi, con à, con đang làm gì đấy? Đang buồn nụ à? Đang buồn nụ chưa? Con đang buồn nụ chưa? Daddy! Trời ơi, sẽ gọi Papa! Papa! Cứ cong cái môi lên trôi ghét quá! Ai gọi sói đấy? Oh hello. Hay là ba gọi sói à? Này, ai gọi con đấy? Oh hello. Mẹ chỉ mong trời nó lạnh lạnh một tí để mẹ mặc quần áo mới vào cho em nhỉ. Ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta to. Wow. Can you draw mommy? Can you draw mommy? Con vẽ mẹ được không? Hay là con vẽ ba nào? Rafi. Rafi. Sói ơi. Ba. Ba. Papa. No. What? Papa.
One. Ooh. One. Two. One, two, three, one. Sói nhìn mẹ này, one, one. Two, chưa cái mỏ lên nói chưa rồi mà không nói. Three. À, bạn nào mà thắc mắc tại sao cái ngón tay út của mẹ sói lại như thế này, thì là cái này là ở đại học năm thứ mấy nhở? Tốt nghiệp đại học thứ nhất, đại học thứ hai năm thứ... À không phải, cái này ngón này là đại học năm thứ hai. Mình đi xe xong rồi là bị gãy ngón tay út. Gãy ngón tay út. Với cả mình có một cô bạn thân rất là hay nhá. Mẹ sói có một cô bạn thân ở cái bằng đại học thứ hai ấy. Thì ở trong lớp mình có một cô bạn thân, bạn ấy người Hải Phòng, và bạn ấy cũng bị gãy một ngón tay út. Và cũng bị y chang như thế này, nhưng mà là gãy ở tay phải, còn mẹ sói thì gãy tay trái. Và hai đứa thì cực kỳ thân với nhau luôn nhá. Ta 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 ta. One. 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 Em ơi. Oh. Bận bịu quá. Ôi dồi, bận bịu quá. Bận bịu quá. Hết trực điện thoại lại phải đến chơi xếp hình. Bận bịu quá trôi. Ooh. Ooh. Hí. Oh, cháu lại ra cháu ôm mẹ cháu. Thôi hai mẹ con cháu ngồi chơi đây, xong một lát nữa thì hai mẹ con cháu cố gắng gọi điện cho ba cháu xem thế nào. Sói ngủ chưa rồi, ngoài này đang gió rất là to. Gió mà gió đi qua kêu. Bây giờ mình phải ra đây tranh thủ này, đậy cái bể bơi lại. Tại vì gió to như thế này ý, thì lá cây nó sẽ rơi xuống ý, nó sẽ bẩn bể bơi. Mẹ cháu vừa đậy bể bơi xong thì cháu dậy. Cháu đi ra cháu. Tại vì cháu không thấy mẹ cháu đâu. Gió thì cứ hú ở ngoài kia. Đấy, mẹ cháu vừa đậy cái bể bơi lại rồi đây. Bao nhiêu là lá ấy, con nhỉ? Bao nhiêu là lá ấy? Bây giờ làm gì con nhỉ? Bây giờ ăn thì nè. Bây giờ ăn chơi cái gì đây? Ăn chơi cái gì? Nói mẹ nghe. Ôi trời. Ê, con vẫn đang ngáy ngủ. Ôm mẹ chặt chứ. Em ôm mẹ chặt chứ. Ui. Ui. Phát hiện ra cái gì? Ui. Ui. Vừa nãy đi ra đậy bể bơi thì mình mới phát hiện ra là nhà mình có một cái cây. Không biết là có phải rosemary không, nhưng mà nó rất là to. Cái rosemary ấy là một loại cây mà người ta dùng khi mà người ta nấu đồ nướng này, hay là người ta nướng rau củ ở trong lò nướng, người ta hay cho vào ấy. Với lại làm nướng thịt gà hay nướng thịt đại loại, nướng cái gì cũng thế, cho vào nó thơm, nó dậy cái mùi lên rất là ngon. Mà mua ngoài siêu thị một hai cái nhánh đấy trong một cái túi nhỏ nhỏ thôi đã 4-5 đô rồi. Mà nhà sói mà cái cây này mà là cây rosemary thì cực kỳ lợi. Và nó to lắm ấy, nó có cả hoa luôn. Nên là tí nữa mẹ sói sẽ ra vặt một hai cành xong rồi đi sang nhà hàng xóm hỏi. Tại vì là mùi của nó cũng rất thơm, nhưng mà mình không tự kiểm chứng được nó có phải là rosemary không. Sang nhà hàng xóm phải hỏi, nếu mà là rosemary thì mẹ sói sẽ nói là bây giờ ai mà cần cái loại rau đấy sang nhà sói mà vặt. Trời đấy, đầu tóc thì bù chù. Cháu đang đợi mẹ cháu lấy cái gì cho cháu ăn đây.
con ăn custard bình thường hay là con ăn custard dâu tây hay là con ăn custard chocolate để mẹ lấy cho con à? Custard dâu tây thì giơ tay phải lên mẹ xem nào. Giơ tay phải lên. Ôi trời, cả hai tay thì ăn luôn cả hai cái nhá. Ăn tất nhá. Mẹ mang ra đây cho con chọn nhá. Em đang chỉ vào máy tại vì mẹ cháu đang định FaceTime với bà ngoại. Mà cái iPad của mẹ cháu thì hết pin này, có khi mẹ cháu phải đưa cái iPad này vào trong phòng để sạc đã con nhá. Mẹ sạc cái iPad xong rồi mẹ ra với em nhá, để chiều còn có iPad để dùng được không? Đồng ý không? Đồng ý. Mẹ cháu đang chan thịt để ăn tôm đây. Con sói thì đang ngồi FaceTime với lại bà ngoại. Safi, sói ơi. Con nói chuyện với bà ngoại à? Đấy, thịt rang của mẹ cháu chín rồi. Thịt rang hành khô thơm quá. Mẹ con cháu ăn tôm đây. Sói Hâm ăn xong đi dép chỉnh tề, cầm điện thoại, ngồi trên xe. Đi đâu đấy hả con? Cháu đang đợi mẹ cháu ăn xong, mẹ cháu cho cháu ra ngoài đi chạy bộ đấy. Ơi trời. Đợi mẹ tí nhá. Sói kia. Này. Mimi. Mẹ cháu từ sáng đến giờ cố gọi cho ba cháu mà không được nhỉ. Mẹ cháu vẫn đang ăn cơm đấy. Nhá. Con cho máy điện thoại lên tai. Alo. Ui sao hôm nay trông con người lớn chứ? Để mẹ ăn xong rồi hai mẹ con mình ra ngoài nha. Bây giờ hai mẹ con xóa ra ngoài chơi đây. Đi sang xem ông về chưa đi con đi. Come on. This way. Baba. Mẹ cháu đóng cửa gara lại nào. Baba. No, we not play with that. Come on. Hang on. Take your phone. Hey, take your phone. You can't leave your phone here. Come on. It's your business call. Come on. Nào đi con. No. Quick. Come on. Let's go. Ôi trời, hấn hà hấn hở, gió to mẹ nói này, không biết mọi người nghe thấy không nhỉ? Nào, đi sang bên nhà ông cơ mà con đi đâu đấy, lại sang bên nhà anh Lachlan à? Nào, có ai ở nhà đâu, nhà bác thì không có ai ở nhà cả, đi nhanh lên khẩn trương đi sang nhà ông. Nó, gió to quá, gió to xe xe lạnh chết quá. Nào. Đúng rồi. Let's go. 1, 2, 3. Boom. Cười hả nào. Không biết là ông mình đã về chưa nhỉ. Ê, let's go. Not that way. Come on. Not that way. Đây con. Con vào gõ cửa đi. Nào. Con đi vào gõ cửa nhanh lên. Đi vào gõ cửa mẹ xem nào, gõ cửa ông đi. Gõ cửa. Cốc. Quick. Đúng rồi. Gọi thêm tiếng nữa. Phải nhà ông. Papa, quick. Cốc. Good boy. Cốc. You hear that, Ravi? Anh em gõ cửa. Dad, you see, he knocked the door. He go, knock. Đây, ông nội đi làm về, lại nấu đồ ăn tối cho cả bà nội, cả ông nội. What's that, Dad? The drinks are harder. Nah. Oh, yes. No, you can use the bit to have the black one like that. Do this one, though.
What happened to your ginger? They off. Yes. It's only been in there 4 months. 4 months. Còn em sói kia, sung sướng sang nhà ông cái là được ngồi ăn bim bim. Thế là em ngồi một mình ăn bim bim xem TV. Bọn chim kia không ai cho nó ăn cả, bây giờ nó đang gào thét ở ngoài kia kìa. Cái con chim kia gào thét gì? Đấy, ông nội hỏi là ông nội vừa nhắn tin xong là hỏi mẹ sói có ăn không, nội nấu cho. Nhưng mà lúc mà ông nội đang nhắn thì là hai mẹ con đang đi bộ sang đây rồi. Mà mẹ sói với sói thì ăn tối hôm nay sớm rồi, nên là tôi lại không ăn được món ông nấu rồi. Rau củ này. Hai mẹ con đi sang nhà ông nội. Em sói được ăn đúng bim bim. Sau đấy thì hai mẹ con lại có được hai quả chuối mang về nhà nữa. Tại vì nếu như mà mọi người xem vlog của nhà sói ấy, mọi người biết là món ăn ưa thích của em sói từ bé là chuối. Em sói vẫn muốn ra ngoài chơi. Muộn rồi con ạ, ngoài tối rồi. Tối rồi. Mai nhá. Mai đi ra ngoài chơi nhá. Mai, thôi mai, mai, mai. Đây, 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 chú rồi con. Chú đây. Đây, come on. Đấy. Món ưa thích của em sói là chuối. Mà lâu lắm rồi mẹ sói không mua chuối cho. Tại vì mua cái chuối ở bên này ăn nó vị không ngon được như cái chuối ở New Zealand ấy. Nhưng hôm nay sang nhà ông nhìn thấy thì thôi xin về hai quả. Cho em sói gọi là nhâm nhi. Ăn đi con. Ra đây mẹ cho ăn. Nào. Mình cũng không hiểu lý do tại sao chuối ở bên này họ lại bọc cái đầu này lại bằng như kiểu là sáp nến ấy. Ông bảo là để ngăn cho nó không chín sớm nhanh quá. Không biết có phải không? Nào đây đây mẹ bóc cho. Ngồi lên xong mẹ bóc cho ăn nhá. Đồng ý không? Ôi, phấn khởi chê. Phấn khởi chê nhở. Lâu lắm rồi không được ăn chuối, nhìn thấy quả chuối phấn khởi chê. Em đã không biết ăn bằng chỗ nào. Nhầm nhầm nhầm. Đứng nhờ, nhưng con phải bóc cái vỏ ra đã. Con phải bóc cái vỏ ra. Cắn được miếng là đít. Bây giờ con ngồi lên ghế đi, xong mẹ bóc ra cho con ăn nhá. Cắn thế không được bởi vì đấy là cái vỏ. Con ăn cả vỏ rồi, thôi. Thôi. Để mình cho em sói ngồi lên ghế xong bóc ra cho em ăn đã. Đấy, con ăn đi. No đâu. Ui, ngon quá. Ui, chữ ngon quá. Banana. 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 Nana. Ngày xưa em sói cứ nhìn quả chuối em sói nói nana. Banana. Hi. Banana. Ngon không con? Ăn bim bim xong rồi bột bim bim đầy cổ nữa kìa. Đầy cổ đầy người kia. Mẹ thơm vào má cái mà thấy mặn toá. Tại vì bột bim bim. Này. Banana. Banana. Em sung sướng quá đấy. Vừa nãy trước khi sang bên nhà ông bà thì ba mẹ cháu có FaceTime với nhau nhỉ? Con nhỉ? Ba cháu nói ba cháu nhớ mẹ cháu lắm, mẹ cháu cũng chế. Ôi trời, ôi trời. Banana. Banana. Ý. Ngon này con nhỉ? Ngon quá. Đã. Ngon quá. Bây giờ sắp là 6 giờ rồi. 6 rưỡi thì em sói sẽ đi ngủ. Nên là bây giờ mình cho em sói ăn chuối này này. Sau đấy thì cho sói đi tắm. Tắm trong thì ra chơi. Mẹ cho pha sữa xong mẹ cho đi ngủ. Banana. Banana. Ôi dồi ôi nhăn nheo. Ôi dồi nhăn nheo chê. Dồi. Ngon chê nhỉ. Trời ngon quá trời. Ăn từ tốn thôi con. Con nhai có thế con đã nuốt rồi á. Xong rồi việc còn lại là để cho cái dạ dày nó làm việc à? Áp bức em dạ dày thế. Để em dạ dày phải làm việc nhai nhai cho con à. Con phải nhai xong con phải nuốt.
Nào từ tốn thôi, sói. À à à. Ăn gì mà phồng mang trận má lên chứ? No no no. No no. Đây, còn nửa quả ở đây. Để bóc nốt ra cho. Twinkle twinkle little star. Cái này bóc làm sao bây giờ nhỉ? Nó cứng thế này cơ mà. Làm thế nào để bóc bây giờ? Đây, em cầm cả cái này đi. Đấy. Em ăn chi? Sở trường của cháu là chuối mà. Cháu thích ăn chuối lắm. Chuối bé. Những bé cháu đã thích ăn rồi. Con cầm lên. Không phải, không phải đầu đấy. À à à, không phải đầu đấy. Ngược lại, đầu ngược lại. Không phải cái đầu đấy. Ôi, nói cái gì đấy? Đầu ngược lại. Không phải đầu đấy con, vẫn không phải. Đây, đầu này cơ mà. Đấy, con cầm lấy. Đúng rồi. Chẳng biết cái gì cả, đi cắn cái màu đỏ đỏ đấy. Em vẫn đang thấy kỳ lạ, tại sao nó lại có cái đít đỏ đỏ đấy. Mà chuối ở New Zealand nhà cháu lại không có, mà sao chuối bên này có cái đấy. Mẹ cháu cũng không biết lý do vậy, tại sao cả. Nhờ. Trời, hâm. Úi, nhà nhà. Hello. Con vớ được cái gì đấy? Ui, cái băng chính ở đâu đấy? Băng chính, tìm được cái băng chính ở đâu đấy? Này, đến giờ cháu đi tắm rồi. Đi tắm để cháu tròn đi nhụ nhúa. Đầu tóc cho vũ trù rồi. Mẹ cháu cho cháu đi tắm đây. Đi con đi tắm đi. Let's go. Nào đứng dậy. Cần tay mẹ đứng dậy. Đi tắm, nào. Nào, nhanh lên. Nhìn lên đi tắm, đi tắm, đi tắm. Đúng rồi. Đi tắm, đi tắm, đi tắm. Đi tắm rồi nào. Bật điện nào. Búp. Nào. Nào, tay con đâu. Tay đâu, đưa tay đi cho mẹ. Nhanh lên, đóng cửa vào, đóng cửa. Bùm. Đi tắm rồi nào. Đi tắm rồi nào. Đi tắm tôi nào. Bật điện nhìn. Để mẹ cho lấy khăn tắm cho cháu nào. Đi tắm tôi nào. Giờ trời đi tắm tắm. Đây, hôm qua cháu nóng quá. Thế là mẹ cháu phải cởi bộ quần áo ngủ của cháu ra. Hôm nay cháu lại mặc lại. Xưa đây con cầm lấy. Đi ngủ nào. Nó con nói bye bye mọi người. Bye. Rafi. Rafi. Sói ơi. Sói. Bye. Cháu muốn đi ngủ đấy. Bye. Bye bye. Cuối cùng thì em sói cũng lăn ra ngủ. Còn mình thì bây giờ mình sẽ ngồi để dựng vlog ngày hôm nay. Mình vừa pha một cốc trà, ăn nốt nửa quả chuối của em sói, với lại ăn mấy viên sô-cô-la này nữa để lên năng lượng. Và hôm nay thì có khoảng hơn 20 bạn đã chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Chỉ có một điều duy nhất mình lăn tăn là mình không thể nói cảm ơn tới từng bạn đã share vlog của nhà sói, đã chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Tại vì là ở trên Facebook ấy, thì khi mà có nhiều bạn chia sẻ hay share một cái gì đấy cùng một lúc thì Facebook họ chỉ có một cái thông báo tới mình, đấy là thông báo tên của một bạn duy nhất. Và sau đấy thì là họ ghi, ví dụ như là các bạn 5-6 bạn share cùng một lúc chẳng hạn, thì cái bạn cuối cùng, ví dụ tên là bạn Thủy Nguyễn, thì Facebook họ chỉ báo là bạn Thủy Nguyễn và 5 người nữa đã share, đã chia sẻ cái mà bạn đã đăng tải. Đấy, thế nên là khi mình bấm vào đấy thì mình chỉ hiện ra được duy nhất là trang của bạn Thủy Nguyễn. Mình không thể nào biết được 5 người còn lại kia là ai. Thì mẹ sói rất là lăn tăn vấn đề đấy, tại vì không thể nói cảm ơn trực tiếp tới 5 cái người bạn đã share, hay là cái số người bạn đã share trực tiếp trước đấy. Đấy là một cái ví dụ thôi. Thì các bạn đừng có buồn khi mà mẹ sói không nói, không nhắc tên các bạn ở trong cái vlog này khi mẹ sói nói cảm ơn tới các bạn. Tại vì thực ra là mình rất muốn, nhưng mình không thể nào mà mở ra phải biết được là những cái bạn đã chia sẻ trước cái bạn cuối cùng là ai.
nên mọi người thông cảm cho mẹ sói nhé. Và tất nhiên là mình rất rất cảm ơn những gì mà các bạn đang làm đối với nhà sói, đang làm cho nhà sói. Đấy là tiếp tục ủng hộ, tiếp tục xem vlog của nhà sói, tiếp tục chia sẻ, để lại comment mỗi lần xem vlog của nhà sói. Và đặc biệt hơn là các bạn chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn, để nhiều người hơn biết về kênh của nhà sói, để nhiều người hơn có thể có được niềm vui khi xem vlog của nhà sói. Và mẹ sói có thêm động lực để tiếp tục làm công việc này. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo các bạn nhé. Bye.